Đây này, đang cất cánh này. Không được rồi, không được rồi. Cất cánh thất bại. Cất cánh thất bại, thiếu gió. À đây, có một dù đôi nó to hơn này. Dù đôi to hơn này. À, có một bạn đang trải nghiệm này. Chờ nhá, anh chị em chờ xem nhá. Khách bay trải nghiệm dù đôi này. Chuẩn bị lại, chuẩn bị lại. Đẹp quá, cất cánh thành công. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Phê. Phê, phê, phê. Bay giữa màu vàng. Nè, neo giỏi này. Chạy ngược dốc luôn này. Khá là động vui. Wow. Đấy. Dù lượn. Đẹp quá anh chị em ơi. Đẹp quá. Giờ trên có đẹp quá. Cánh đồng bên kia là sáng má sáo nha mọi người. Cánh đồng sáng má sáo dùng bậc thang. Rất đẹp. Đang mùa chín rồi. Đấy, dễ thương quá. Đấy, em bé được dịp lên đây chơi đông người. Đây là điểm xuất phát này. Đây chuẩn bị có người xuất phát rồi. Thì có anh này anh xuất phát này. Mây hôm nay rất đẹp nhé. Đang gió. Nhìn như con nhộng. Đeo ba lô dù các kiểu. Đấy. Đây là một bộ dù nó to như thế này.
Ui ôi, lặng lắm. Bộ rất lặng luôn. Anh này thì... mấy anh này rất là khỏe. Đeo ba lô rất lặng. Anh ơi, cho em hỏi tí, cái ba lô này lặng bao nhiêu cân anh? 17 cân. 17 đến 18 cân. 17 18 cân. Là bao gồm cả dù rồi dù phòng hộ các thứ luôn đúng không? Toàn bộ. Thiết bị bay. Tớ thử đeo, anh cầm em thử. Ôi giời. À không, nếu mà đeo nó là cân vào thì nó đeo cân lên cân thì bình thường. Ừ. Nhưng mà nếu mà leo dốc này, các anh phải đeo từ dưới để lên này. À, đi từ thì dưới lên. Thì là rất là mệt. Nên là mọi người có bay mấy triệu, mất một mấy triệu để bay thì cũng không bằng cái anh leo từ dưới kia lên. Cố lên anh. Em sẽ đeo anh một lúc ở đây, ở đâu để chờ anh. Anh đang chuẩn bị nhảy. Anh ơi, có cái này để làm gì đấy anh? À, quay. À, tí nó thả nó xoay, từ xoay à? À, dạ, hay dạ. Nhìn như cái ô nhỉ? À, quay sau, nó bay sau rồi. À, nó bay đằng sau rồi. À, bay cao lên đúng không ạ? Bay sau thôi. À. Bay từ sau thôi. Bay sau. Dù mình kéo. À, dù mình kéo thì nó sẽ bay sao? Ngang dưới. Vâng. Là để quay lại cái hành trình mình bay. À, anh hôm nay có bao nhiêu phi công tham gia anh nhỉ? 40 đồng nhỉ? Mình là cả nước luôn đúng không anh nhỉ? Hội cả nước. Anh em tập hợp có vui. Cái mùa vàng bát sát này. Đây, chiếc áo rất đẹp. Bay giữa mùa vàng bát sát 2023. Dụng một thang rất đẹp. Đây. Dụng một thang đây. Wow. Đây. Cất cánh lên. Cất cánh thành công. Đấy, cam bay đằng sau rồi. Đẹp quá. Anh này bay đúng cái lúc gió đẹp. Rất phê. Đấy, gió lên. Phê chưa? Kia là anh xuất phát ở dưới này anh. Bay máy ạ. Bay máy có thể xuất phát bất cứ đâu. À. Ở dưới là cũng được, không cần phải độ bay cao đúng không anh? Rồi, bay kít lên trên mây luôn. Và nó cứ lợi như thế. À, và bất cứ ở chỗ nào là mình có thể có khoảng không gian là mình bay được. Đấy. Có anh kia anh bay máy đẹp quá này. Dù to hơn. Máy thì nó sẽ lợi ban sáng sớm hoặc là bay xuyên mây. Anh kia anh hạ cánh rồi sao nhỉ? Chưa nhìn thấy đâu cả. Đâu nhỉ anh? Hạ cánh rồi sao ấy? À kia vẫn còn kìa. Nhỏ quá nhìn không rõ. Đây anh vẫn đang lượn đây này. Anh vẫn đang lượn. Vẫn đang lượn. Hình như đi qua ấy rồi. À, chưa đến. Vẫn đang lượn. Liệu có vào gốc ngọn cây không? ở góc này nhìn giống như kiểu ở trên ngọn cây. Góc này nhìn thế nhưng mà chắc không phải. Chuẩn luôn đấy. Hạ luôn, đúng điểm hạ luôn. Đẹp luôn. Cái này hạ rất chuẩn luôn. Cái này có thi đấu gì không anh? Không thi đấu ạ. Đẹp quá, giữa sân luôn.
Chắc có tính giải gì chứ anh nhỉ? À, thực ra là mấy phi công tự chơi tự giải với nhau hạ. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Chuẩn bị sự cố à? Không không đủ gió. Gió ngược. Gió ngược. Bình thường ví dụ mình một sẽ bay, ví dụ mình là mình khoảng 60 cân đúng không? À. Mình sẽ bay một cái dù trong cái giải khoảng 60 đến 80 cân. À. Đấy. Thì có thể tổng trọng lượng của mình chỉ trong khoảng đấy thì mình sẽ bay là tốt. À. Thế còn ví dụ bay dù đôi ấy, thì sẽ tổng tải trọng của mình có thể 200 cân thì à. Cộng tải trọng của mình với lại tải trọng của khách với tổng toàn bộ của dù thì nó chỉ dưới trong khoảng 200 cân. Thì ví dụ như mà ở đây mà dù đôi là mình vẫn nhảy được bình thường đúng không ạ? Không rồi, không cần phải dùng máy đúng không ạ? Kể cả máy cũng thế. Bay máy thì cũng thế. Cũng có bay dù đôi cho bay máy nhưng mà cái máy thì nó sẽ nặng hơn thêm một. Cái máy thì nó sẽ chủ động hơn đúng không? Bay nó hơi phức tạp hơn. À, phức tạp hơn nhưng mà nó sẽ chủ động hơn về không cần phải phụ thuộc vào gió, không phải phụ thuộc vào gió nó cũng rất là ok. Mỗi cái trải nghiệm nó có một cái hay. Đây, anh này này, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lần này thành công rồi. Anh này vừa lấy là trượt chân lên đúng không anh? vừa lấy bị chéo gió, bây giờ thì lại gió lại đẹp rồi. Gió giờ đẹp. Ôi, anh này còn cao hơn anh vừa lấy. Đó đẹp. Bây giờ nó đang 11 giờ 15 phút. Trời nắng nhưng mà không gắt lắm. Trên này thì rất mát. Trên này nó cao nên là gió mát. Không khí nó cũng... Không khí rừng núi nên nó cũng mát. Anh này anh lượn được xa đấy. Mọi người ở đây khá là đông. Cho em hỏi tí là cái này là mình chương trình là trải nghiệm thi đấu hay là cho mọi người trải nghiệm như nào anh? À, đây thì thực ra là tỉnh sẽ tổ chức một năm một lần. Dạ. Một năm một lần thì vâng. đây là kỳ thứ năm, đây là năm thứ ba rồi. À, em quay lại tí nhá. Thì hiện tại là sẽ là tổ chức bay trải nghiệm cho cả khách. À, cả khách. Cái này là bay cho tất cả những cái phi công cả nước ai có đăng ký đi thì đến thì sẽ tham gia mình chơi mình trải nghiệm cái không gian ở đây. Dạ. Là một năm một lần là cố định vào. Nó thường không cố định, nó thường vào tháng 8. Thường vào tháng 8. Tùy theo cái thời gian mà tỉnh. Vâng. Thường thì sẽ là tháng 8 thì là lúa chín đẹp đúng không anh? Đúng rồi, thì lên đây mọi người sẽ ngắm luôn phong cảnh rừng núi rồi ruộng bậc thang rất là đẹp đúng không ạ? Đúng rồi, nó thường vâng. Nó sẽ có ví dụ như là từ tháng 8 này trở đi thì ở vâng. Đây ví dụ đây là Bát Sát này, xong tới sẽ tháng 9 sẽ một cơn trải. À tháng 9. Một cơn trải nó bắt đầu tháng 8 rồi, cho vâng. Dài cho đến hết năm. Vâng. Chắc là tháng 9 là bên mình sẽ lại có tổ chức của một cơn trải. Vâng. Trên mùa vàng người ta trả. Dạ, vâng. Là sắp tới có Na Hang, Tuyên Quang. Vâng. Thực ra là cái này dạ. Là có sự kiện thôi, có sự tỉnh tổ chức nữa. Chắc thì chắc là ngày mai nữa là hết đúng không anh? Đúng rồi, chiều mai. Chiều mai nữa là hết. Ngày mai thì bắt đầu xuất phát ở đâu? Mình sẽ bắt đầu ở đỉnh núi. Đây, từ chỗ anh luôn này. Mình lượn đậu xuống đâu? Sẽ ngay cái điểm hạ là sẽ có nhà đậu đỏ. Cái đồi ngay cái nhà đậu đỏ. À, chỗ ngói đỏ kia đúng không? À cái đồi đấy. Mình sẽ chọn cái điểm đấy là cái điểm hợp lý nhất. À, nó có cái bãi bằng bằng kia đúng không? À đây, mái đỏ. À được rồi, chỗ hạ cánh rồi, nhìn thấy. Chỗ hạ cánh đây có lán đây mọi người đang. Đang ở đây. Tùy theo địa hình nhưng mà ví dụ hạ xuống kia thì hạ, còn nếu không thì có thể hạ. Em biết thì vẫn phải vào ruộng là an toàn nhất. Nó chỉ bị bẩn dày thế thôi. Nó sẽ an toàn. Đẹp. Thế còn hạn chế bay vào cây hoặc là những cái đường điện. Ôi này quá đẹp. Em tưởng nó phải xa ít sang bên kia thì phải đây nữa. Dạ cũng lẽ lượn vòng vòng đúng không? Đúng rồi, có thể vẫn xa ra được nhưng mà qua hết đằng kia thì lại không có những điểm nào tốt. Cho mọi người ngắm một tí cảnh khu cảnh ở đây nhá, đồi trứng này view rất đẹp. Vừa nói chuyện với anh kia mà chưa kịp cảm ơn anh ấy, anh ấy đang mải nói chuyện với anh kia. Bên này là rền sáng cũng rất đẹp, nhưng mà lúa thì xanh hơn, lúa cao hơn, họ trồng muộn hơn nên lúa xanh hơn, nhưng mà cũng cực kỳ đẹp.
tầm khoảng tháng 9 thì sẽ rất đẹp luôn. Đường kia là sẽ đường dẫn đi đá cổ Ba Vi, đi vào nhiều hồ san, leo núi nhiều hồ san và vào cái thác Ong Chúa ở trong đấy. Đấy, rất là đẹp. Ở trên kênh của mình cũng đã có một cái video mà trải nghiệm cái đường leo núi đường đá cổ Ba Vi. Mọi người vào kênh Lâm Tú Cao Nguyên để xem nhé. Đẹp quá, mây núi. Mây núi quá đẹp luôn. Ok bạn. Điểm xuất phát của chúng ta từ cầu Cốc Lếu, di chuyển dọc theo đường Thủy Hoa ven sông Hồng, rẽ về hướng thị trấn Bát Sát, đi tiếp tục thẳng đến O Tròn Cây Không thì chúng ta rẽ bên tay trái vào đường Mường Hùm. Về hướng đường Mường Hùm, rẽ trái ở đây. Chúng ta đi tiếp tục sẽ đi qua cánh đồng lúa Mường Vi. Đây là cánh đồng sản xuất ra gạo sáng củ rất là nổi tiếng của người Lào Cai. Và tiếp tục chúng ta đi tiếp, đi về hướng Mường Hùm. Thì ở trên đây chúng ta sẽ nhìn xuống cái view ruộng bậc thang ở Mường Hùm rất là đẹp. Tiếp tục đi qua Mường Hùm thì chúng ta đi qua cầu sắt hướng về Dền Thàng. Đi qua Ủy ban Dền Thàng thì chúng ta sẽ lên nối rẽ vào đồi Trứng. Từ trên đồi Trứng chúng ta sẽ quan sát toàn cảnh khu vực ruộng bậc thang Sàng Ma Sáo đang mùa lúa chín rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trên kênh Lâm Tú Cao Nguyên. Hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi đăng tải những video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.